đây đi. Cái gì nó dính đây nè. Dính cái gì mà. Nè em rọi đèn láp vào, thấy cái chữ mày của con còn nó sắc nét không chị? Nhìn vào lòng lòng trong cái đồng hồ nè. Ừ. Em thấy chữ cái đồng hồ này nó nhỏ nên chữ nó phải nhỏ em hiểu không? Thấy cái chữ mai của con còn ở đây nè chứ. Nè cái bước mai của con là bạn này thấy tiếng Anh, bạn này đúng học rồi. Tiếng Anh không? Đúng rồi. Sắc nét không? Ừ. Rồi bạn nhìn qua đây. Dây của từ cái da của nó và cái thương hiệu khi nó ghi trên đây nè. Dù đeo thời gian nó có mài mòn đi chăng nữa nhưng cái chữ của nó em nhìn đây nè. Em nhìn thấy không? Mà nó có mấy triệu đồng thôi nha. Mai của con chị bán có mấy triệu, cái này chị bán có mấy triệu mà nó có hai của nó là gì vậy? Chị phải mua những cái độc lạ chứ bình thường chứ mới đeo đâu nè, nó vòng qua vòng lại hai cái nó làm như một cái dây mà để mà nè, đây nè, nó là gì vậy? Kiểu nó gì này. Để em biết rằng khi em xứng đáng để mà cái đồng tiền nó bỏ ra nó phải xứng đáng với cái gì nè. Chị đeo cho em coi nè. Nó có một cái hay của nó có kiểu của nó. Nè, nè, em thấy hay không nè? Thời trang hay, nó hay hay, nó làm kiểu hay lắm á. Vậy nó mặt nó nhỏ nhưng mà nó có cái điểm ấy là nó là nó hiếm có, em hiểu không? Nó phải hiếm, em đeo nên nó phải lạ, là thường thôi. Cái này là may của con giống như cái mà em đeo đấy.